Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị về những chức năng trong công cụ của hộp công cụ Drop Shadow Tool trong Corel. Thì khi mà sử dụng trong Corel thì các chị các bạn sẽ có thể sẽ hay tiếp cận với các hộp chức năng công cụ trong cái hộp Drop Shadow Tool. Thì cái hộp chức năng công cụ Drop Shadow Tool thì các anh chị vào trong cái thanh toolbox của Corel thì các anh chị sẽ nó có cái biểu tượng hình vuông ha. Khi các anh chị đưa con trỏ chuột vào thì nó sẽ hiện ra cái chữ Drop Shadow Tool. Thì bên cạnh nó sẽ có một cái mũi tên nhỏ, các anh chị lít vào mũi tên nhỏ thì nó sẽ hiện ra tất cả các chức năng của thằng Drop Shadow Tool, thì bao gồm có 6 chức năng. Chúng ta sẽ vào cái chức năng đầu tiên, đó là chức năng Drop Shadow. Thì để sử dụng Drop Shadow thì các anh chị lít vào cái đối tượng cần thực hiện cái lệnh của Drop Shadow. Drop Shadow tức là cái lệnh này nó giống như là cái lệnh đổ bóng cho chữ hoặc là cho đối tượng. Thì các khi các anh chị lít vào trong cái phần Drop Shadow thì các anh chị sẽ thấy ở trên cái thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra một cái khung, nó có cái dòng chữ Reset ha. Thì các anh chị sổ xuống thì ở đây nó sẽ có tất cả các chức năng. Thì các anh chị lít đưa con chỏ chuột vào trên phần chức năng của nó thì các anh chị có thể là hình dung được cái bóng đổ nó sẽ hiện ra cái chức năng của bóng đổ đi theo hướng. Ví dụ đây là ra là hướng bóng đổ về phía phải ha, top tức là phía trên mà phía phải nè, đây nè, dưới phía phải, phía dưới ở phía trái, các anh chị có thể đưa cái mũi tên vào thì các anh chị rà xuống thì nó sẽ có những cái chức năng của nó như sau. Thì khi chúng ta lít vào một trong cái chức năng thì các anh chị sẽ thấy là khi đối tượng mình đang làm việc thì nó sẽ hiện ra một cái bóng như thế này. Thì khi đó thì các anh chị muốn điều khiển cái bóng phía sau cái đối tượng này thì các anh chị đưa con chỏ vào cái phần ô vuông và sau đó chúng ta sẽ kéo ha, chúng ta giữ trái chuột và chúng ta sẽ kéo cái phần ô vuông màu đen này ha, thì chúng ta đưa vào. Khi chúng ta đưa thằng sát vào trong đối tượng chữ thì cái bóng nó sẽ thu gọn lại đối với cái chữ, và chúng ta có thể là đưa qua phải, qua trái ha, đưa lên trên và đưa xuống dưới. Cái này là chúng ta thực hiện thao tác đơn. Còn nếu các anh chị không thực hiện thao tác đơn thì các anh chị có thể vào trong cái phần reset này nè, thì nó sẽ đưa nó sẽ có hiện ra tất cả các bóng, thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ hiện ra. Thì để đổi màu cho bóng đổ thì các anh chị sẽ thấy thế này. Các anh chị sẽ thấy ở trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra một cái shadow color, thì các anh chị sổ xuống thì các anh chị có thể chọn màu cho bóng đổ, có thể màu xanh màu gì thôi, các anh chị có thể đổi tùy thích. Rồi chúng ta đưa vào thì đây là cái phần trong suốt hay là đậm của cái bóng đổ. Đây là cái phần dạng nét và nhòe. Nếu mà chúng ta kéo càng rộng ra thì nó cái bóng đổ của ta càng nhòe. Do đó thì các anh chị nên để mặc định thì mình thấy nó đẹp hơn. Rồi, khi để bỏ cái chức năng bóng đổ ở trong đối tượng, các anh chị vào trong đây nè, các bạn chị sẽ thấy đường chỏ chuột lên thanh thuộc tính ở phía phần cuối nó sẽ có một cái hình tròn dấu gạch ngang màu đỏ. Thì cái hiện chữ clean drop shadow tức là tắt bóng đổ đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua công cụ thứ hai của chức năng trong hộp công cụ Drop Shadow Tool, đó là chức năng Counter. Thì chức năng Counter thì khi mà chúng ta lít vào trong phần chức năng Counter thì các anh chị sẽ thấy ở phía trên thanh thuộc tính nó sẽ có hiện ra ha. Thứ nhất đó là màu nền, màu viền, độ dày, độ lớp, cái này là lớp gọi là tép, độ lớp. Thì phía bên đây nó vẫn có những cái vòng chức năng Reset chức năng reset thì các chị sẽ thấy nè, đó hai cái chức năng ha. Rồi bây giờ các anh chị khi mà muốn các anh chị đưa vào chức năng counter này thì các anh chị giữ trái chuột ha, và chúng ta sẽ kéo chúng ta sẽ kéo lên thì nó sẽ hiện ra cái chức năng này. Nó giống như là một chức năng, tức là nó sẽ bao một cái màu quanh cái chữ quanh từng chữ chứ không phải là quanh nguyên một cái bộ chữ nha. Thì ở trên đây nó sẽ có cái độ dày của cái đường bao nè, thì các anh chị hạ xuống thì các anh chị sẽ thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ cái màu nền này, đổ màu nền đường bao của chữ á, chúng ta sẽ lên đây chúng ta đổ đây đang đậm. Còn ở đây là các anh chị sẽ thấy nè, các anh chị thấy nè, cái chức năng này nó sẽ bao ha, nó sẽ bao quanh cái chữ chứ không phải là nó bao quanh cái viền chữ này. Thì các anh chị ở phía bên Các anh chị có thể tăng đây ha. Các anh chị có thể tăng cái đường bao của, nếu mà các chị tăng to quá thì nó sẽ tăng bao nguyên một cái này luôn
một cái dòng chữ luôn. Rồi chức năng tiếp theo đó là chức năng blend. Chức năng blend tức là nó sẽ liên kết giữa hai cái đối tượng liên kết với nhau thì gọi là chức năng blend. Thì để sử dụng chức năng blend này thì mình sẽ có hai cái đối tượng. Ví dụ đây mình sẽ có hai cái đối tượng dòng chữ Corel Draw ha. Thì mình sẽ tô màu giữa hai cái đối tượng này cho nó khác biệt để chúng ta sẽ dễ nhận dạng. Thì khi đó các anh chị sẽ thấy như thế này. Để mà tô màu để sử dụng cái công cụ Blend Tool thì các anh chị lít vào cái công cụ Blend Tool và sau đó các anh chị giữ trái chuột từ đối tượng này, các anh chị len qua cái đối tượng chữ màu đen sang đối tượng chữ màu đỏ. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy ha, đây là cái dòng chữ nè, cái chữ màu đỏ, cái chữ màu đen. À, thì nó sẽ bị len, nó tức là nó len từng lớp màu với nhau. Đây, nó chỉ len từng lớp màu với nhau nè. Thì bên đây nó có cái chữ dòng reset thì có dòng 8 ha, 8 lớp, 10 lớp, 20 lớp, 90 lớp. Hoặc là phía bên đây các anh chị cũng có thể là sử dụng nè. À, tức là sử dụng đây là cái độ lớp của nó, độ len của nó tức là đang sử dụng là 20 lớp thì các anh chị có thể là bỏ nhỏ xuống. Thì khi nhỏ xuống thì các anh chị sẽ thấy đây nó giống như từng lớp một ha. Các anh chị thấy không? Đây nó giống như từng lớp một. À, do đó để tăng, nó càng tăng nhiều thì nó càng nhuyễn, giống như là giữa cái phần bên giữa nhuyễn giữa hai màu với nhau á, thì nếu các anh chị tăng lên thì nó sẽ nhuyễn màu. À, nó sẽ nhuyễn, nó giống như các lớp của nó sẽ tăng lên thế này. Bỏ công cụ chức năng này thì các anh chị cũng vào trong cái lòng Blend. À, chúng ta sẽ bỏ thì nó sẽ tắt thôi. Tức là giữa cái đối tượng này giữa đối tượng kia, hoặc là giữa cái hình này, ví dụ như giữa cái hình vuông này với cái hình vuông kia, thì chúng ta cũng thực hiện công cụ Blend. Thì chúng ta cũng đưa vào, chúng ta kéo qua bên đối tượng, từ đối tượng này chúng ta muốn len qua đối tượng này thì chúng ta sẽ kéo. Thì các anh chị thấy sẽ nó sẽ ra ha, từ cái đối tượng màu xanh nó sẽ len ra cái đối tượng màu đỏ. Thôi như thế này. À, hoặc tất cả các cái công cụ vector nào thì chúng ta muốn len thì chúng ta đều thực hiện được. Thì đó là chức năng của cái công cụ len trong hộp Shadow Tool ha. Công cụ tiếp theo trong hộp Drop Shadow đó là công cụ Distort Tool. Thì công cụ này thì chúng ta cũng ít xài lắm nhưng mà các bạn cũng hiểu qua như thế này. Tức là công cụ này khi click vào các anh chị sẽ thấy ở trên đây nó có các cái hình dạng, nó giống như là nó sẽ làm biến dạng cái chữ. À, thì trên đây nó có là biến dạng theo, ở đây thì các anh chị sẽ khi các anh chị chọn thì nó sẽ có cái hình thức nè, biến dạng theo nó tốp vào, tốp chữ vào. Ha. À, còn ở phía đây nó sẽ biến dạng theo cái dạng hình hoa. À, đối với những cái máy mà chức năng hơi chậm, máy mình hơi chậm nên là nó sẽ thực hiện rất là lâu. Đối với dạng hình xoắn thì đây nó sẽ ra hình xoắn nè. À, còn đây là những cái dạng hình của nó. Thì trên đây thì nó cũng có dạng hình thôi. Thì đây là chức năng của cái drop của cái Distort Tool ha. Thì ở đây chức năng này mình rất là ít sử dụng, các bạn chỉ biết qua như thế này là được. Để muốn bỏ thì các anh chị vào trong Clear Edit ha. Tiếp đến là công cụ Envelope. À, đây là cái công cụ mà mình thấy là các bạn khi mà chúng ta làm thiết kế về tờ rơi cho khách hàng thì mình sẽ sử dụng cái phần này nhiều hơn, tức là Envelope nhiều hơn. Thì để sử dụng phần Envelope chúng ta sẽ chọn vào phần Envelope với cả đối tượng. Thì khi đó các anh chị sẽ thấy như thế này, nó sẽ bao quanh các cái dòng chữ của chúng ta, một cái đường bao quanh. Thì trên đây nó có 8 điểm. Nó có 8 điểm. Thì ở phía trên thanh thuộc tính các anh chị sẽ thấy nó sẽ có những cái dạng điểm ha. À, tức là đây là dạng dạng top ở giữa nè. À, rồi dạng kéo lên trên khi anh chị lít vào trong đây nè. Thì các anh chị sẽ thấy cái chữ nó sẽ biến đổi nè. Khi đó các anh chị muốn thay đổi ha, muốn thay đổi cái chữ này cho nó theo những kiểu dạng lên xuống thì các anh chị lít vào ở trong trên thanh thuộc tính nó có các cái dạng nè. Ha. À, đây là dạng các cái dạng u cong thì các anh chị lít vào trong đây. Sau đó ha, các anh chị sẽ coi nè. Các anh chị cầm cho đây nè, các anh chị kéo. Các anh chị có thể kéo lên thì cái chữ nó sẽ lên theo thế này. Ha. Ở dưới cũng vậy, nếu các anh chị kéo lên thì cái chữ nó sẽ kéo cong theo cái này. Thì chúng ta có thể kéo nhiều dạng khác nhau. Thế này chúng ta có thể kéo nhiều dạng khác nhau, ví dụ ta đưa lên ha. À, chúng ta đưa lên theo hình cong này. Hoặc là chúng ta đưa cho nó theo cái dạng hình túm vào giữa. Thì các chị lít vào đối tượng sao chọn vào trong cái phần envelope ha. Envelope. À, thì các chị có thể túm nè. Các chị sẽ thấy là cái chữ nó sẽ ha, nó theo cái đường cong của cái phần
cái phần đường này, nó sẽ uốn cái chữ theo cái dạng đường cong này thế này. Thì ở trên đây khi các anh chị muốn thêm điểm hay là cái gì đó thì các anh chị cũng click vào. Các anh chị muốn thêm điểm thì các anh chị phải click vào trong đây nè, cái phần Oncon Chai Mod nè. Các anh chị click vào đấy. Rồi sau đó các anh chị mới khi anh chị click vào trong đây xong thì các anh chị sẽ thấy nó có những cái điểm thế này. Nếu các anh chị muốn thêm điểm ở đây thì các anh chị sẽ click hai cái, hoặc là các anh chị nhấn nút cộng hoặc nút trừ. Ha, thì nó cũng giống như cái phần sub tool ha. Đó thì các anh chị đó muốn thêm điểm thì các anh chị click vào. Ha, click vào thế này. Đó. Đây là những cái chức năng mình thấy cũng rất là hay ở trong cái phần Corel. Nếu các anh chị mà làm theo dạng về thiết kế tờ rơi cho khách hàng thì các anh chị sẽ sử dụng chức năng nhiều hơn để mình làm biến đổi những cái tiêu đề cho nó tạo ra cái sự bắt mắt cho khách hàng, hoặc là tạo ra cái những cái chữ gọi là chữ biến thể, chữ điểm nhấn cho cái tờ rơi của khách hàng ha. Chức năng tiếp theo đó là chức năng Address. Address này là chức năng theo dạng ký hiệu 3D, tức là chúng ta sẽ dạng kẻ theo hình 3D thì chúng ta chọn vào đối tượng và chúng ta chọn vào cái chức năng của nó. Thì trên đây các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có những chức năng theo cái dạng hình khối 3D này, không? Hình bóng 3D thì có. Các anh chị khi mà các anh chị click vào thì nó sẽ đổ theo cái dạng hình 3D như thế này nè. Đó, các anh chị sẽ thấy. Đây các anh chị sẽ thấy nó sẽ dạng theo cái hình 3D như thế này. Ha. Đó. Ở đây là cái dạng mà lên màu nè, lên góc nè. Màu nè. Đó, các anh chị muốn đưa màu, ví dụ muốn đưa màu nào vào thì các anh chị đưa ha, đưa màu nào vào. Còn đây là cái độ dày, cái độ dày của cái 3D chữ á. Còn khi mà các anh chị muốn xây cái dạng 3D thì anh chị vào trong đây, phần Edge Rotation ha. Anh chị vào đây thì các anh chị sẽ thấy này, anh chị nắm, các anh chị xoay thì nó sẽ xoay theo cái dạng 3D cho anh chị. À. Đó, đây là một trong những chức năng, hai chức năng này mình thấy là mình sẽ sử dụng nhiều hơn trong cái phần thiết kế cho khách hàng. Rồi đối với phần hình thì ở đây mình có một cái bảng mẫu thế này. Đây là một cái phòng ha, trên đây nó có hai bức tranh. À, thì ở đây mình có hai cái hình mẫu mình đưa vào ở trong cái khung hình. Đây mình sẽ nhìn theo cái dạng là hình thi hình 3D. Thì để làm theo được cái này thì có thể chúng ta sẽ sử dụng cái phần envelope, hộp công cụ ha, rồi drop shadow, hoặc là công cụ của Subtool. Thì hoặc là mình có thể sử dụng hộp công cụ Subtool chúng ta làm. Thì đây mình sẽ có đào về đây cái khung và cái hình. Thì để làm chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ đưa cái đối tượng hình vào trong để canh lên cái khung, cái bức khung của chúng ta sao cho nó vừa khớp ha. Chúng ta sẽ có vừa khớp với nhau thôi. Rồi sau đó các anh chị có thể vào trong cái lệnh envelope. Các anh chị click vào trong cái lệnh envelope thì nó vẫn hiện ra những cái đường viền bao quanh khung. Tuy nhiên lúc này các anh chị sẽ thấy ở trên hộp công cụ tức là nó sẽ, khi mà click vào cái công cụ envelope thì nó sẽ là chọn luôn cái phần Subtool, tại cái chức năng nó cũng tương tự như nhau, nó sẽ chọn phần Subtool ha. Thì khi đó các anh chị, khi mà đó sau các anh chị đưa con chỏ chuột tới cái góc như thế này, các anh chị đưa vào trong cái phần góc của cái khung tranh thì các anh chị sẽ được. Tuy nhiên là khi bạn lại làm cái này thì các anh chị làm cái hình nó vừa khít với cái khung tranh. À, chúng ta ví dụ đây là cái hình dài nhất ha. Thì kính tra sẽ đưa cái hình làm sao cho nó vừa đủ cái bức tranh này. Thì các anh chị click vào sau khi đó, sau khi mà các anh chị căn chỉnh cái hình xong đối với khung tranh xong thì các anh chị vào click vào cái hình envelope hoặc là Subtool. Thì các anh chị sẽ kéo cái góc này đưa vào trong cái phần khung này. Chúng ta đưa càng tỉ mỉ thì các anh ta sẽ nhìn nó sẽ giống như cái theo cái dạng khung tranh luôn. Các anh chị sẽ đưa vào thế này. Đây, bây giờ các anh chị sẽ thấy mình đã đưa được vào cái đối tượng ha, ảnh nó vào trong khung tranh. Các bạn nhìn thấy, nhìn theo cái dạng 3D nó theo chiều của cái ảnh luôn, nhìn rất là đẹp ha. Rồi bây giờ đây là hình ngang. Thì đối với khung tranh ngang á, thì các anh chị làm theo khung tranh ngang, và dọc thì các chị chọn theo hình dọc. Còn khung tranh ngang thì mình cũng làm tương tự đó, mình cũng chọn, mình cũng kéo cái hình nó vừa đủ ở trong cái phần
và mình sẽ kéo tới cái phần nào mà mình thấy cảm thấy ưng ý nhất, rồi sau đó chúng ta sẽ cũng sử dụng vào phần envelope ha, hoặc là subtool để các anh chị cũng kéo đưa hình vào. Các anh chị càng làm tỉ mỉ thì nhìn cái bức tranh nó sẽ tương đồng với lại cái khung ảnh luôn, thì nó nhìn nó rất theo một cái kiểu nhìn theo chiều 3D thì nó nhìn rất là đẹp. Rồi như vậy thì chúng ta đã vừa xong lắp hai cái tấm hình này vào trong cái khung theo dạng hình 3D ha, theo không gian chiều 3D như thế này. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc ha. Hy vọng tất cả các anh chị và các bạn sẽ hiểu được từng chức năng ở trong cái bộ phận của Drop Shadow Tool. Thì nó có cái chức năng 6 chức năng, thì theo mình thì các anh chị nên nắm rõ 5 cái chức năng, đó là chức năng độ bóng ha, chức năng tạo nền viền cho từng chữ, chức năng len từ đối tượng này qua đối tượng khác, và chức năng uốn chữ theo dạng hình cong theo cái dạng đường viền, và chức năng theo đổ hình 3D, đổ chiều 3D cho đối tượng. Thì những cái chức năng này thì đa số trong 6 chức năng này thì 5 chức năng này các anh chị sẽ thao tác thường xuyên, do đó là mình nghĩ là các anh chị cũng nên thực tập những cái chức năng này cho nó nhiều vào, để cho chúng ta nhuyễn, đến khi chúng ta xử lý những cái chữ thì nó sẽ không còn bơ ngỡ nữa. Rồi hy vọng qua video này thì các anh chị sẽ làm được, sẽ sử dụng được thành thạo chức năng ở trong cái hộp Drop Shadow Tool. Nếu các anh chị cảm thấy video có hữu ích cho cộng đồng thì các anh chị hãy share và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video này nhé. Nếu các anh chị và các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official, nếu yêu thích kênh thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh một ngày càng phát triển hơn. Xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, thành công trên công việc và làm ăn ngày càng phát đạt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video sau. Bye bye các anh chị và các bạn nha.